Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tháo một cái đèn led bulb trụ của hai hãng, là một là MPE, hãng này cũng có tiếng nha, và cái hãng thứ hai là của đèn led rạng đông ha. Thì về cấu tạo á, hai đèn led này có công suất như nhau, khoảng 20W. Nó khác so với những cái đèn led Trung Quốc bán ngoài thị trường á. Nè, bên ngoài á, hoàn toàn là nhựa mũ ha. Thì trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái tháo cái đèn led bulb dạng này rồi. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn để tháo những cái đèn mà led bulb trụ của hai hãng khá nổi tiếng trên thị trường Việt Nam nha. Led MPE nha và led rạng đông. Hai con led này á, nó công suất 20W ha. Thì để mà lựa chọn cái phân khúc trong cái tầm giá này á, thì những cái đèn led này là mình thấy tương đối là khá bền. Bề ngoài của nó là cái nhựa này, nhựa cứng ha, khá cứng và khá dày. Với những cái đèn led mà led Trung Quốc, cái này khá mỏng ha, mình bóp nha, lúng nha. Còn những cái đèn led MPE nè, cứng bóp cứng ngắt. Đồng thời nó có một những cái cánh tản nhiệt như thế này nè. Cánh này hoàn toàn bằng kim loại hết nha. Led MPE và led rạng đông cũng có những cái cánh tản nhiệt. Cái này là kim loại. Cái phần viền trên đây nè là bằng nhựa ha. Những đèn led này xài khá bền. Gọi là đèn led bulb trụ hoặc là đèn led bulb. Đó, cái này tỏa ánh sáng khá chất lượng. Rồi, để mà tháo cái này led này ra. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái vít ha. Vít 3 ke, vít 4 cạnh nè. Và một cái lưỡi dao Thái Lan. Thì đầu tiên á, mấy đèn led này á, nó vặn là khá cứng ngắc. Vì nó dán cái lớp silicone bên trong nè, lớp keo á. Thì các bạn lấy cái lưỡi dao Thái Lan mà lại mỏng mỏng ha, mũi mỏng đừng có cùn quá, mình nhét vô giữa nè. Đó, mình lần lần xoay theo chiều kim đồng hồ, hoặc nói chung là các bạn xoay vòng á. Rồi bạn, mình lấy cái mũi dao á, mình nạy dưới nè, đẩy lên ha. Các bạn càng sấn sâu vô càng tốt ha, tại vì nó có một lớp keo silicone nó dán chặt lắm á. Đó. Đây mà nạy nó được cái nắp nè. Mình quan sát phía đây á, là nó sẽ có một vị chip led và cái phần đế tản nhiệt. Còn phía đây là cái đuôi đèn ha, lắp vào cái chuôi E27. Thì để mà mở cái này á, các bạn có thể mở cái phần đáy này trước, mở bung ra. Mình cũng dùng mũi dao Thái Lan ha. Nè, cái phần trên đây á, là ở dưới đây á, nè. Mình thấy nha, nhận thấy là có một cái dây IC220V vào phía trên đây cũng rồi. Cái cách mở đèn led MPE này tương tự luôn nha. Hai cái đèn này thấy cái ngoài hình nó giống nhau và cái cách mở cũng hoàn toàn tương nhau. Thì mình mở đèn led rạng đông á, mình không biết á, hai cái này có nhái nha cái cấu tạo bên trong hay không, nhưng mà về mặt mà hình thức á, thì nó là tương đương nhau ha. Led đặt đầu led MPE và các bạn dùng cái lưỡi dao Thái Lan á, mình sắn vô cái phần khoảng hở giữa cái phần nhựa nè với cái phần kim loại á, làm nhấn đây nè, các bạn lắc đẩy lên. Rồi mình tách được cái chốt này. Cái chốt này đã nó gài cố định nè, nó tiếp xúc với cái phần dây nguồn IC220 của lần led driver, cái nguồn led driver. Rồi tiếp theo
mình cũng dùng cái mũi dao này nha, mình sắn cái giữa ngay giữa nè, phía dưới á, tiếp xúc á, các bạn này từ từ lên. Lúc đầu á là nó khá cứng nha, thì mình sắn nè, sắn xoay vòng vòng á, mình nạy nhẹ lên nha. Đó, mình vừa nạy á, mình vừa đẩy lên nha. Rồi mình lấy cái mũi dao mình chích từ từ lên thôi. Đây, mình tháo được cái chui đèn. Nè, quan sát cái bộ nguồn led driver nằm phía trong nè. Đối với cái đèn mà led Trung Quốc bình thường á, led bulb á, thì mình có thể rút ra, rút cái bộ nguồn led driver này ra. Tại vì cái bộ nguồn led driver của nó nhỏ ha. Còn ở đây á, mình không tháo cái đó được, tại vì cái như để cái đèn led bulb rạng đông nè, cái đèn cái bộ nguồn led driver nó cái bề mỏng khá dày. Mình phải tháo thêm cái phần dưới đáy này ra nữa. Mình phải tháo được cái bộ nguồn led driver để mình sửa chữa. Rút không ra nha. Tiếp theo á, mình sẽ tháo ba con ốc. Nó giữ một cái vỉ led dính vào một cái phần đế kim loại tản nhiệt. Mình tháo ra luôn. Như vậy mà đã mà mở một cái máy một cái đèn led một cái đèn led và cái bo nguồn led driver của nó ra, ví dụ chẳng hạn như các bạn thay thế chip led trên cái vỉ led này bị hư, hoặc là các bạn muốn sửa chữa cái bo nguồn led driver thì các bạn phải mở từ phần trước ra nha. Phần trước đó được tính từ cái phần nắp này nè, tháo ra theo dưới từ dưới lên, tháo từng công đoạn, tháo cái nắp này ra trước rồi tháo cái vỉ led này ra sau. Rồi tiếp theo á, mình tách hai cái phần tản nhiệt, đây là cái phần kim loại hay đế kim loại tản nhiệt, cái có cánh, rồi kết nối giữa cái phần vỉ led á với cái phần đế tản nhiệt này được gắn chặt với nhau á, thì nó sẽ dùng một lớp kem giống như kem tản nhiệt của CPU máy tính á. Nè, nó ốp càng chặt á thì cái phần tản nhiệt led khi mà hoạt động á, nó sẽ nóng lên ha. Thì mình siết càng chặt á, thì nó tản nhiệt càng tốt. Nói chung nó làm mát bằng không khí. Giờ mấy cánh tản nhiệt bên đây nè. Rồi mấy con ốc á mình tháo ra rồi. Ở đây là phần bo nguồn led driver cung cấp cho cái vỉ led này. Các bạn nhìn thấy cái dấu ký hiệu dấu cộng dấu trừ ha. Phần cộng nè, đây phần dương, về phần dấu trừ là phần âm ha. Thì bo nguồn led driver này á, đó là chính là nguồn dòng, nó sẽ cấp nguồn cho cái vỉ led này. Nói chung cái giá trị của nó khoảng trên dưới 100V thôi khi mà có tải. Có tải thì khi mà bóng đèn led này nó sáng á, nó sẽ gây sụp áp ha. Nếu mà các bạn đo vị trí không tải á, thì cái điện áp chỗ hai cái đầu led driver này á, khá cao. Nhưng mà mình tải vô cái bóng đèn này sáng, mình đo lại cái điện áp giữa hai cái đầu led driver này á, thì nó sẽ tầm khoảng trên dưới 100V thôi, không có quá cao đâu. Rồi mình nạy cái vỉ led này lên. Đối với chip led rạng đông á, nó sử dụng chip led Samsung ha. À, trên đây nó ghi led bulb nè, led bulb T80 ha. Công suất của nó là 20W, là tổng cái công suất của cái vỉ led này luôn. Là dùng Samsung led, có nghĩa là sử dụng chip led của Samsung. À, phần này, phần miếng đế tản nhiệt của nó nè, nó bôi một lớp tản nhiệt nè.
nó sẽ ép chặt với cái phần đế tản nhiệt này. Rồi cái phần này là phần nắp nhựa ha. Các bạn quan sát cho mình á, phía giữa này á nó có cái chốt gài, cái chốt ở bên trong nè, nó gài nó khít với nhau, mình lắc mình mở ra không được ha, mình xoay cũng không, khá cứng nha. Thế đây mình mở bằng cách nào? Để mình tách cái phần này ra, cái phần đế này nè. Các bạn cũng lấy một cái lưỡi dao Thái Lan á, rồi mình xắn xung quanh ha. Tại vì lúc đầu á, cái phần này á nó sẽ dán chặt với nhau bằng lớp keo silicone luôn, để cho không xúc xích á, mình cứ xắn vô. Các bạn xắn thành một vòng tròn. Rồi khi mình đó, sau khi mình xắn xong á, mình thấy lắc nè, thấy nó bị lỏng ha. Để mình gỡ dây này ra luôn. Đây là hai dây nguồn AC 220V đi vào cái bộ nguồn LED driver. Để nó biến đổi điện AC thành điện DC cấp nguồn cho cái vỉ LED, module LED này nè. Nào mình xắn xong á, mình lắc. Lắc qua lắc lại thấy nó lỏng rồi, ok. Rồi mình dùng cái, mình quan sát thấy ba cái phần lỗ bên đây nè, ba cái ngàm ha. Ba cái ngàm này á, các bạn lấy mũi dao Thái Lan mình canh ngay chỗ cái ngàm nè. Như ở đây mình thấy có lỗ, có cái ngàm chỗ này là mình canh đúng cái lỗ của nó. Rồi mình xắn vô đây, mình bẫy lên ha, nảy lên đó, nảy lên được một cái ngàm đó nó ra nè, nó hở nè. Cái phần ngàm mình lấy mũi dao mình nảy lên đây luôn đó, nảy lên ngay chỗ cái ngàm luôn nha. Bên đây cũng có cái lỗ nè, cái lỗ cuối cùng nè. Rồi mình xắn vô nảy lên luôn đó. Đây cái phần đế của nó, phần đế nhựa. Rồi cái phần này phần kim loại nè, phần tản nhiệt. Cái phần này khá quan trọng để nó tản nhiệt LED, chip LED này nó hoạt động. Nói chung á, là miễn cái đèn LED mà 20W của LEDbook MPI hoặc là chip LEDbook rạng đông á thì nó khá bền so với những đèn thông thường bán ngoài thị trường như đèn LEDbook Trung Quốc nè. Cái này hay bị hư ha. Nói chung chất lượng khá tốt. Rồi đây nó có một cái cảnh nè, mình để mình nhét cái bông LED driver vô. Đó, mình khi mình nhét vô, mình giả sử khi các bạn mà sửa chữa xong cái bông LED driver này, chẳng hạn như mất nguồn hoặc là các bạn thay bông nguồn mới á, thì mình lắp đây có hai cái rãnh á, mình nhét vô lại. Rồi mình móc hai cái dây ra, cái dây nguồn như AC 220V đó. Một cái dây á, bạn móc ngược xuống cái khe chỗ này nha, để một tí mình nhét cái chui đèn vô. Còn cái dây thứ hai các bạn được thả đứng nè. Rồi sau khi mình sửa xong á, mình nhét cái chui đèn lại. Nhớ các bạn để gập tục cái dây này cho nó lòi ra. Rồi mình nhấn chặt xuống. Nhấn càng chặt càng sát càng tốt nha. Trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy nó lỏng nha, nó lỏng nó không khít vô, tí mình dùng cuối cùng mình dùng cái keo nén á, mình bít cho lại chỗ này lại. Nhớ mình đẩy sát cái này xuống nè, đẩy xuống càng sát càng tốt ha, đừng có hở, đừng có khít ha, đừng có sụp xịt là được rồi. Rồi đây là phần chui đèn á, bạn cũng gặp một cái đầu dây cho nó vô cái khe này xuống. Rồi mình lấy này một chốt gắn lại,
chỉ cần nhấn xuống thôi, miễn sao cho cái đầu AC220V nè nó tiếp xúc với cái đuôi kim loại này được rồi. Đó, vậy là xong ha. Rồi xong cái phần này. Đây còn cái phần lúc nãy á, mình cũng gắn vô. Đây là cái phần đế kim loại của nó. Nè, mình canh mấy cái lỗ, ở đây có ba cái lỗ ha. Thì mình ấn vô ba cái lỗ nó là được rồi. Nói chung là ba cái lỗ này ba lỗ định vị của nó. Đó mình nhét vô. Đây là cái quá trình mà khi mình mà sửa chữa xong, ví dụ mình sửa cái wall led driver vô. Đó, nhét cái dây vô cái lỗ. Rồi, mình định vị ba cái chân này nè, vô đúng ba cái lỗ này là được. Nhấn mạnh xuống, ok, cứng nhắc rồi ha. Đó. Rồi đây cái phần dây nguồn á, mình móc ra. Trong trường hợp mà nó dướng á, thì mình móc lên, mình nhét vào trước cũng được. Thì một số bạn mà không biết mở, các bạn mở là nó không biết cách đó, nó không mở sẽ nó hư luôn cái đèn ha, uổng. Thì đây mình hướng dẫn các bạn cái cách mà mở, tháo mở lắp ráp. Đó, rồi mình nhét cái này vô luôn. Nhét vô cái bo nguồn led driver. Rồi mình chỉ cần xoay đúng cái lỗ để mình bắt ốc thôi. Ở đây mất 3 ốc. Lý vít siết chặt vô nha. Trong trường hợp mà các bạn muốn tản nhiệt tốt á, thì mình thoa ra phía dưới đi, đích của cái vỉ led này á, một lớp kem ha, kem tản nhiệt á, để cho nó đảm bảo cái quá trình tản nhiệt tốt. Rồi khi mà led á, chứ nó hoạt động á, nó sẽ nóng á. Thấp càng lâu á thì nhiệt nó tản ra càng nhiều. Thì nhờ lớp kem tản nhiệt này á, nó sẽ truyền lên cái phần đế này. Phần đế này nó sẽ làm mát bằng không khí á, nó giúp cho chiếc đế của mình á hoạt động bền bỉ hơn, nó không bị nóng. Đó, mình siết chặt, càng chặt tay càng tốt ha. Rồi mình hàn cho đúng dây. Như đây nè, cái vỉ led của mình á, nó có hai chân cộng trừ thì mình hàn đúng ha. Ở đây mình cho một ít mỡ hàn vô đây. Bình thường cái gì đỏ là dây dương ha, mình chỉ cần hàn cho thôi. Làm đây cũng tương tự. Cấp nguồn cho vỉ led ở vị trí cực âm á, đó là dây trắng. Đó mình hàn ok. Rồi mình nhét này vô thôi. Khi các bạn hoàn tất sửa chữa, lắp ráp lại rồi mình nhét này vô. Để lắp lại thôi. Còn cái phần mà như cái phần này nè, nó sụp xịt á, hoặc cái phần đế này sụp xịt, thì các bạn hoặc cái phần đế này sụp xịt thì các bạn nè, ở đây nó có mấy cái lỗ lúc nãy á, thì các bạn lấy cái mũi nhọn á của cái vít hay cái gì á, mình nhấn mạnh xuống ha, nhấn cho nó vô sâu xuống theo đúng cái lỗ của nó. Vì cái lỗ này á, nó đóng bằng máy hết nha, nó khá chắc chắn nè, đóng nói chung nó lắp ráp bằng máy hết, nó cứng lắm, cứng để đảm bảo là không bị rung lắc á. Thì mình mở ra nó mất zin rồi,
làm cho nó khít lại thôi. Rồi sau đó nó còn lung lắc nữa thì các bạn dùng keo nến đó, các bạn chích vô đây. Đó, như đây ví dụ mình hơ keo nến nè, hơ keo nến rồi nó nóng chảy á, mà mình chích vô đây nè, chích sát viền đây nè là nó cứng ngắc à, nó không bị rung lắc nữa nha. Cái phần này á, trong trường hợp mà nó rung lắc nữa thì mình trong nhà máy thì là silicone đây nè, còn ở đây mình dùng mình chích ít keo nén, các bạn sáng dán dính này là cứng ngắc các là mình có thể mình khi mình sửa xong một cái đèn led á, mình có thể lắp ráp lại được. Rồi video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà tháo lắp cái đèn led bulb hay gọi là led trụ của hai cái hãng nổi tiếng trên của đèn led Việt Nam á, đó là hãng Rạng Đông và hãng led MPE ha. Thì hai đèn led này á, cái công suất của nó tương đương nhau là khoảng 20W và cái thời gian sử dụng của nó là khá bền ha, cầm khá nặng tay và chắc chắn, tại vì nó có một cái phần đế tản nhiệt bằng kim loại nè, chất lượng nó khá tốt hơn so với những cái đèn led bulb thông thường bán ngoài thị trường Việt Nam là bằng nhựa ha. Nói chung tiền là của đó thôi, cái độ bền của nó chắc chắn là không bằng mấy cái đèn led này ha. Đi kèm với cái chất lượng á, thì mấy cái đèn led này á, nó có chế độ bảo hành cho các bạn khi mà trong quá trình mà sử dụng á, thì cái thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày các bạn mua đèn ha. Nói chung hóa đơn mua hàng á, thì mình thì cái chế độ bảo hành á, thì theo bảo hành của hãng, các bạn yên tâm các bạn sử dụng ha. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.